bỏ Formosa mắc mớ dẹp bỏ Formosa, cái Formosa nó đang nó tạo ra có bao nhiêu công ăn việc làm cho người ta. Sự cố môi trường thì xử lý sự cố môi trường, hễ cái gì làm không được cũng đập đổ hết, vậy cuối cùng làm được cái gì? Ở đâu mà hại đất nước? Nó có sự cố môi trường thì xử lý sự cố môi trường, nó sai phạm đến đâu xử lý đến đó. Cái gì mà nghiêm trọng? Một cái nhà máy có công nghệ tạo ra bao nhiêu ngàn công ăn việc làm cho người dân của mình, bây giờ dẹp nó đi cho dân mình nghèo, dân mình nghèo, dân mình thất nghiệp, dân mình đói, dân mình loạn thì mới chịu à. Trong khi người ta trải thảm, người ta mời doanh nghiệp vô đây để mà đầu tư, để mà tạo công ăn việc làm cho mình ở đây. Vấn đề của mình là quản lý sao để nó đừng có vi phạm, đừng có sai phạm làm ô nhiễm môi trường, chứ không phải là dẹp bỏ. Cái thằng nào mà nói về cái gì dẹp bỏ Formosa để mà tốt cái gì đó, thằng đó thằng ngu. Dẹp Formosa thì mấy ngàn người làm gì sống bác? Thì làm loạn sống, nhận tiền của Việt Tân sống. Bây giờ nó chỉ cần đất nước mình loạn thôi. Hiện tại à, các bạn thấy là gần đây là những cụm từ diễn biến hòa bình, nó đấu tranh, nó phá ta trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Đó chính là cái mà gần đây chúng ta đã nghe rất nhiều, mà chúng ta nhiều bạn chưa biết được là diễn biến hòa bình là cái gì. Các bạn biết diễn biến hòa bình là gì? Nó diễn biến tư tưởng của các bạn, biến cái tư tưởng của các bạn từ ủng hộ đảng nhà nước sang chống đối đảng nhà nước trong thời bình này, bằng biện pháp này biện pháp kia, làm cho đất nước chúng ta loạn lên vì các tin đồn, làm đất nước ta loạn lên tin đồn à, chính phủ ta, nhà nước ta, đảng ta chia làm 3 phe, 4 phe, làm cho nó loạn xã hội lên, làm cho người ta không tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng nhà nước nữa. Đã như thế nó chính là diễn biến hòa bình. Mà như thế là chúng ta thấy thời gian vừa qua tự nhiên các cái nhóm cộng đồng mạng xã hội chống nhau, chửi nhau từ đâu mà ra? À, hôm nay tôi nói với các bạn, tin đồn thì nhiều lắm. Tôi nói các bạn, bây giờ tôi nói có một số tờ báo nó ghi là gì, nó ra tới Nha Trang, Khánh Hòa, nó giống như khu phố Tàu. Tôi nói đó là những cái người thiếu hiểu biết. Chúng ta Trung Quốc là hai đất nước sát giáp nhau. Trung Quốc nó du lịch, nó qua ta du lịch giá rẻ, đất nước ta hàng hóa cũng rẻ, người ta du lịch sang nước mình có thêm ngoại tệ, có thêm kiều hối, bao nhiêu thứ chúng ta có ở đây. Cái nữa là gì, chúng ta thấy rất rõ ràng là cái ngay cả Formosa nó cũng tuyên truyền, nó nói rằng là của Trung Quốc, trong khi ở đây là của Đài Loan. Không, ở đây là có nhiều cái nguồn thông tin, ngay cả nó nói là ngay công ty Formosa này của Trung Quốc, rồi công nhân trong đó toàn là người Trung Quốc. Tôi nói các bạn, thông tin thì nó nhiều lắm, nhưng mà chúng ta phải cố gắng xác minh. Nếu chúng ta là người quan tâm tới vấn đề chính trị xã hội rồi thì chúng ta phải biết xác minh. Bây giờ các linh mục ngoài đó cứ ra rã, Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục, một số Trần Văn Lai, Trần Đình Lai tối ngày tuyên truyền, trong khi nhà thờ thì nhận giáo dân á, thì nhận tiền bồi thường của Formosa nhận hết rồi, nhà thờ bắt đóng lại để xây nhà thờ mới, đóng lại rồi bây giờ lại đi la làng lên nói rằng là chưa nhận được tiền. Đó là tất cả những cái đó đều từ chính miệng các linh mục nói ra hết. Như vậy chúng ta cũng phải xác định được là các vị linh mục của mình họ là những người có cái tư tưởng như thế nào, có chống cộng hay không, thông tin của họ có thiên kiến hay không, họ có vì mục đích cá nhân nào mà họ đưa ra thông tin về chính trị hay không. Bởi vì một linh mục là một người đi giảng dạy lời Chúa chứ không phải là một người hoạt động chính trị.